sau khi có thông tin về việc hai nhân viên của Vietnam Airlines bị bắt giữ vì vận chuyển vàng trái phép. Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát quy trình kiểm tra, đảm bảo an ninh hàng không nhằm phát hiện những kẽ hở mà các đối tượng có thể lợi dụng để buôn lậu và vận chuyển trái phép tài sản, hàng hóa vào khu vực sân bay và khu vực lên tàu bay. Cảng vụ hàng không miền Bắc hiện đang rà soát các vị trí kiểm soát an ninh hải quan, đã làm thủ tục để nhân viên tàu bay VN426 mang chót lọt 6 kg vàng lên máy bay hôm 10 tháng 3 vừa qua. Theo quy trình kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài, thành viên đội bay được làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa ưu tiên nội bộ và vẫn phải soi chiếu hải quan như với hành khách thông thường. Cảng vụ hàng không miền Bắc cho rằng giả thiết cơ trưởng của Vietnam Airlines bỏ vàng vào giày khi đi qua cửa kiểm soát an ninh khó có thể thực hiện được, bởi số lượng vàng cơ trưởng mang 4 miếng khá dày, máy soi chiếu hoàn toàn có thể phát hiện ra. Do đó, cũng không ngoại trừ có sự tác động của con người. Ngoài ra, một giả thiết khác cũng được đặt ra là cơ trưởng và tiếp viên nhận vàng sau khi đã đến Hàn Quốc, sau đó bị phát hiện. Lãnh đạo ngành hàng không cho biết, có nhiều vụ buôn lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện mang lậu theo chiều ngược lại, bởi giá vàng trong nước đang cao hơn nước ngoài.